Chào anh em, thì hôm nay mình làm video này. Thì video này thì mình tổng hợp các bảng kỹ năng của các phái. Anh em cùng mình xem thử nó như thế nào nha anh em. Coi thử nó có khác biệt với cái server mà hiện tại anh em đang chơi hay không. Thì server này là phiên bản của mình chiến nha anh em. Thank you.
Thank you.